Duy Ngọc xin kính chào quý chị và các bạn đã đến với kênh của Duy Ngọc Mercedes. Ngày hôm nay Ngọc lại tiếp tục review một cái sản phẩm Mercedes-Benz C300. Nhưng đợt này Ngọc sẽ quay cái xe Mercedes-Benz C300 màu đen, nội thất nâu. Cái video clip trước Ngọc có quay là cái sản phẩm Mercedes-Benz C300 AMG màu trắng, nội thất nâu. Bây giờ Ngọc sẽ review cho cả nhà xem chiếc Mercedes-Benz C300 AMG màu đen, nội thất nâu. Đây nha cả nhà. Chiếc xe này về chất lượng tương đồng như chiếc xe vừa rồi Ngọc quay, với km hiển thị trên đồng hồ là 16 km, và xe còn nguyên đai nguyên kiện nguyên siêu. Nhưng về mặt pháp lý thì chiếc xe này đã đăng ký bấm biển số, và nó được xem như là một chiếc xe đã qua sử dụng, xe siêu lướt hoàn toàn mới, chưa đưa qua sử dụng bao giờ. Thì bây giờ chúng ta cùng tham khảo xem chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG mẫu 2020 màu đen nội thất nâu với giá bán là 1.869 nó mới như thế nào nhé. Rồi cùng Ngọc đi tham khảo nào. Rồi đây là cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG màu đen nội thất nâu. Đây là xe đã đăng ký công ty rồi nha. Đây là ra biển số nè, biển số LD của công ty bên Ngọc. Về tổng thể, chiếc xe này là có rất là nhiều báo review và nhiều YouTuber review rất là nhiều. Thì Ngọc không nói nhiều về chiếc xe này nữa, mà Ngọc sẽ quay cận cảnh đường nét chi tiết cho các bạn xem. Đây là một chiếc xe hoàn toàn mới với thiết kế kiểu mới, bao gồm có là đèn multi beam nè, lưới thiết kế kiểu diamond nè, đó các cái kim cương phía trên đó, rồi gối nine package mâm AMG. Những chi tiết này thì mọi người đã rất là quá rành về nó rồi. Bây giờ chúng ta chỉ xem cái độ mới và nước sơn của nó thôi. Nhưng mà thật ra thì trên cái video clip này Ngọc muốn nói là chiếc xe này nó mới. Và Ngọc thông báo cho mọi người biết là chiếc xe này nó mới có lăn bánh 16 km thôi. Chiếc xe này chưa rửa luôn á, nên là đậu đây nè, đậu đây lưu kho nên là nó còn bụi nè nha cả nhà nha. Đó, thấy không? Chiếc xe này đang được bán với giá là 1.869 triệu đồng, chưa bao gồm các cái chi phí khác. Nếu mà mọi người tham khảo đi, rồi cứ tới xem xe trực tiếp rồi lái thử, thì chúng ta sẽ có cái giá final cuối cùng. Rồi. Xe mình được trang bị chìa khóa keyless go ha. Mọi người thấy không? Khóa mở, không cần phải bấm chìa khóa ha. Chìa khóa Ngọc đang bỏ trong túi rồi. Đây, C300. Đây là cái phiên bản đời cao nhất hiện tại tới bây giờ. Cái bản hiện tại bây giờ nhà Mercedes-Benz Việt Nam đang phân phối là cái phiên bản cũng C300, nhưng mà được nâng cấp thêm cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh, giống như cái C300 Coupe, nó lớn chiếm hết cái này. Phiên bản này thì nó là chỉ là một cái sunroof thôi. Nhưng mà khi mà được trang bị thêm cái cửa sổ trời như vậy thì Mercedes-Benz điều chỉnh cái giá nâng lên 10 triệu đồng. Hiện tại cái phiên bản này mọi người đang xem á, là cái phiên bản được bán với giá là 1.929 triệu đồng. Còn cái phiên bản mà được nâng cấp lên cái cửa sổ trời toàn cảnh nó to phía trên á, là giá là 1.939 triệu đồng. Đó, mọi người tham khảo thêm nha. Đây là đèn multi beam ha, đèn multi beam. Đây là phần bên hông cái xe bên phụ nha. Gương chiếu hậu này được tích hợp camera 360 nè. Bên hông này. Bây giờ Ngọc sẽ mở cửa đứng từ bên phụ qua thì cả nhà cùng xem nha. Mục đích là chúng ta xem cái phần nội thất thôi. Đó. Đây là phần chi tiết cửa bên phụ. Xe Mercedes-Benz C300 được trang bị hệ thống âm thanh loa Bumaster 13 loa với cái và kết hợp với cái đèn viền nội thất 64 màu. Đây là phần tắp lô trung tâm nè. Mọi người thấy ha. Tắp lô trung tâm. Đây là cái cổng sạc kết nối không dây IQ. Cổng sạc QI, IQ gì đó mình không nhớ nữa. Đây là cái cổng kết nối Apple CarPlay. Đồng hồ Mercedes. Cụm điều khiển checkpoint ha. Rồi màn hình lớn nè. Đó. Đây là màn hình. Màn hình giải trí ha. Chiếc xe này được trang bị cái
hệ thống giải trí 5.5 chưa được trang bị hệ thống MBUX nha. Cho cả cái phiên bản hiện tại bây giờ, cái cửa sổ trời to nó cũng vậy, cũng là hệ thống âm thanh giải trí với giao diện này thôi, chưa được nâng cấp lên cái MBUX. Rồi, đây là phần ốp gỗ, đây là gỗ thật nha cả nhà, gỗ nhám đen ha, giúp cho xe thể thao và cá tính hơn ha. Cái C300 mình được trang bị hệ thống điều hòa thêm Thermotronic ba vùng luôn, nói chung là hệ thống điều hòa ba vùng ha, độc lập bên bên trái, bên phải và phía sau nó có thêm một cái vùng nữa nè phía sau nha. Giờ Ngọc ra từ phía sau cả nhà xem nha. Đó, đây là từ phía sau. Xe này được xài cái nội thất màu nâu kết hợp với màu đen á, cá tính lắm. Nè, đây là hàng ghế phía sau nè. Nhìn qua bên tài coi. Đây là góc nhìn từ bên phía tài. Mở từ phía sau ha. Cẩn thận những chạm cửa. Đó, mà cả nhà cùng xem nha. Thấy không? Đây là phần nội thất còn mới nguyên, ghế còn bọc ni lông nè. Ha, ghế còn bọc ni lông. Sàn còn bọc cạc tông chính hãng nè, zin nè. Nãy cũng nói nè, phía sau nó có một cái điều hòa nè. Đó, điều hòa riêng nè cho phía sau nè. Đây là chỉnh tốc độ gió nè, đây là chỉnh nhiệt độ nè cho người ngồi phía sau. Đó. Xe màu nâu thì sẽ kết hợp trần với màu đen. Rồi bây giờ chúng ta đứng cái khu khoang lái để xem những cái thông số kỹ thuật chính. Đây là cánh cửa bên tài ha. Đây là các nút chỉnh gương. Nút đây là nút mở cốp, hệ thống âm thanh. Đây là bộ nhớ ghế 3 vị trí. Chúng ta nhìn nè ha, xe này chưa sử dụng ha, nên là đường chỉ rất còn sắc nét, còn sạch sẽ luôn ha. Nếu mà xe nào mà đã sử dụng rồi thì cái mấy đường chỉ này nó sẽ bị dơ, nó nằm ở trong mấy cái thớ chỉ nè. Nhìn biết liền ha. Ngọc khởi động máy lên cái nó mát. Rồi bây giờ mình sẽ xem số km của chiếc xe này ha. Đó, bây giờ Ngọc sẽ cho mọi người nè, hành trình nè. Đó, thấy chưa? Xe này lăn bánh mới có 16 km thôi nha. 16 km. Mình nghe nhà cùng xem với Ngọc nha. Đó. Còn mới cứng luôn. Học để đồ. Xe C300 được cái trang bị cái vô lăng thể thao AMG chặt gốc. Nè, chặt gốc nè, AMG nè. Đó. Đây là các nút điều khiển trên vô lăng bên trái. Bao gồm có giới hạn tốc độ và chân ga tự động cruise control ha. Đây là touch control, là nút cái cảm ứng á, cái nút này để điều khiển cho cái màn hình này nè. Rồi cái màn hình này chúng ta có thể thay đổi tùy biến nhiều cái giao diện. Nè. Đó, thể thao nè, mình đang xài cấp tiến thì chọn thể thao nè, nó sẽ đi tùy biến nè. Rất là cá tính ha. Thì nó sẽ tùy biến luôn cả cái giao diện bên đây, khi mà chúng ta chọn thì nó sẽ tùy biến màu bên đây luôn ha. Người tham khảo nha. Bên đây là cái phần điều khiển cho cái màn hình bên tay phải vô lăng này, điều khiển cho cái màn hình này nè. Cái màn hình này nè, chúng ta sẽ được điều khiển bằng cái bên đây, hoặc là sử dụng cái con chuột này, hoặc là sử dụng cái bi lăng này. Nè, Ngọc quay lại cái phần cái sạc không dây này. Hồi nãy bên kia tối quá, đây là sạc không dây nè, Apple CarPlay nè. Còn trong cái cốp găng tay này á, nó sẽ có cái các cái lỗ sạc nữa. Các lỗ sạc đây nè, hơi tối ha. Các lỗ sạc hai cái cổng USB chúng ta sạc điện thoại ha. Giao diện ha. Cái xe này, cái màn hình này không có cảm ứng giống như MBUX được trang bị trên GLC đâu nha cả nhà. GLC thì được trang bị màn hình MBUX cảm ứng với lại GLE, GLS mới. Riêng C300, E300 á, dòng C-Class của mình á, là chưa có cảm ứng, tại vì nó là không phải MBUX, nó mới có là hệ thống giải trí 5.5 thôi.
nên là nó sẽ còn nhiều cái chưa được như xe mẫu mới đâu. Còn hiện tại khi nào được trang bị lên cho xe này thì mình không biết. Mình không biết, mình chưa nghe thông tin từ Mercedes-Benz Việt Nam phản hồi ha. Nên là hiện tại bây giờ cái mẫu này đang là mẫu mới nhất hiện tại bây giờ. Ngọc nhắc lại là xe này đang được bán với giá là 1 tỷ 869 triệu đồng chưa bao gồm chi phí đăng ký nha cả nhà. Đó là xe xe lướt, chính chiếc xe này luôn, xe lướt. Còn nếu mà chiếc xe này là đăng ký mua một xe đập hộp xe mới thì nó là 1 tỷ 939 triệu đồng. Cả nhà lưu ý ha. Rồi Ngọc sẽ quay cái phần cốp xe nha. Rồi, đây là cái phần cốp xe. Xe này được trang bị lốp xe rin flat cho nên là sẽ không có vỏ xe cua. Nè, vỏ lên nè. Đó, không có vỏ xe cua ha. Cốp xe trống. Đó. Thảm theo xe còn nguyên, chưa sử dụng tại vì xe này xe mới. Xe này là hai cái băng ghế phía sau chúng ta có thể gặp lại để có thể tạo thành một cái khoảng trống từ cái cốp này đi xuyên ra phía trước để những cái đồ lớn. Cốp xe được đóng mở bằng điện hoàn toàn. Xe này được trang bị gối nai package màu đen, những cái viền này nè, mà chrome thì chuyển thành màu đen hết rồi. Nên mọi người lưu ý, tại vì xe này màu đen, sơn tổng thể là màu đen và cái gối nai package là màu đen, nên là nó hơi bị khó thấy. Ở nhà xem nha, cái đèn multibeam nè. Đây là cái chi tiết mà Ngọc thích nhất. Đó, nhìn nó sáng nè. Nó sáng rực nguyên cái này. Nhìn đẹp lắm. Thấy không? Còn lại cái mâm ha. Mâm AMG. Đây là cái mẫu xe mà nếu như Ngọc có tiền, Ngọc cũng sẽ mua một chiếc để sở hữu riêng cho cá nhân mình. Tại vì nó rất là gọn gàng và đẹp, cá tính và thời trang nữa, nó phù hợp cho những cái người mà còn trẻ năng động á. Mình thích lắm. Đi lại bốc nữa. Tại vì xe này được thiết kế AMG và kiểu chạy nó kiểu giống như là thể thao á, nên là rất là ok. Còn nếu như mà ai mà thích cái sự đầm thắm thì có thể điều chỉnh bằng cái kiểu chạy đằng kia nè, xuống Comfort hoặc Eco thì nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà ai thích thể thao cá tính thì bật chế độ Sport. Tại vì xe này nó được thiết kế theo kiểu dạng xe đua thể thao là on-road, cho nên là chiếc xe này rất là phù hợp cho những cái gia đình trẻ nè, con còn nhỏ nè, không lớn nè, không quá lớn nè. Đang ngồi phía sau á. Đó, Ngọc đang ngồi trong xe nè. Ha. Rất là ok. Nói chung khi mà mọi người quyết định là mua chiếc xe này á, thì nó sẽ đi tiết kiệm tầm khoảng 7-8%, gần 10%. Thật ra thì nó sẽ không tiết kiệm nhiều hơn so với cách đây khoảng 2-3 tháng trước. Tại vì lệ phí trước bạ chiếc xe mới được áp dụng giảm cho tới ngày 31 tháng 12 này thì còn có 5% thôi. Thì xe mới này mình đóng thuế là, chiếc xe này là mình đóng thuế trước bạ là 2% cho chiếc xe đã qua sử dụng khi mà sang tên đổi chủ. Và cái giá của chiếc xe này nó cũng giảm xuống so với chiếc xe mới một phần nữa, thì chúng ta sẽ được lợi cái phần đó nếu mà chúng ta không quan tâm về vấn đề những cái khác. Rồi sẽ có nhiều người thắc mắc là chiếc xe này có thể công chứng ủy quyền để đi được hay không. Ngọc xin thưa cả nhà là chiếc xe này là được bấm biển số LD. LD là công ty của mình, là công ty liên doanh vốn 100% nước ngoài. Cho nên là họ không có làm được chuyện đó. Tại vì khi mà các bạn full tiền thì buộc công ty phải xuất thanh lý tài sản và bán ra xuất hóa đơn. Thì sau khi mà xuất hóa đơn rồi thì người trên cái hóa đơn đó là chủ phương tiện buộc phải đóng thuế và đăng ký theo quy định của nhà nước. Nếu sau cái thời điểm đó mà chúng ta không bấm biển số á, thì chúng ta sẽ bị phạt theo cái quy định của công an và bên thuế, thì đó là sẽ rắc rối cho người sử dụng ha. Đó, cho nên là bên đây họ sẽ không có làm cái chuyện đó, trừ phi chúng ta mua của xe của một cá nhân nào đó đã chạy, họ đã chạy và đã đi rồi, họ muốn bán lại cho mình đó, thì sẽ làm được chuyện đó nha, sẽ làm được chuyện đó, tùy chúng ta thương lượng với bên người bán. Còn riêng công ty Ngọc là họ sẽ không làm chuyện đó.
nên cả nhà thông cảm, sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào cả để cho cái vấn đề công chứng sang tên để đi, để tiết kiệm cái phần 2% trước bạ đó. Thì Ngọc xin nói để mọi người cùng hiểu. Rồi bây giờ Ngọc mời cả nhà nhìn lại sơ về cái phần nội thất. Chủ yếu cái phần chính là mình coi cái phần bên khoang lái thôi, nó có nhiều đồ để xem thôi, còn phía sau thì chẳng có gì. Phía sau thì chủ yếu là cái ghế người ngồi, rồi có chỉnh máy lạnh phía sau thôi, nó là đơn giản. Chủ yếu là cái phía trước này, phía trước này những cái đồ này nó còn mới tinh luôn. Cái vô lăng nè, người xem vô lăng ha, đường may mũi chỉ và cái phần da này chưa sờn chưa xước, tại vì không có sử dụng bao giờ. Lớp guarantee của cái cần số còn luôn ha. Còn cái này là cái phần mà lót của chính hãng khi xuất xưởng này, người ta lót nè, không phải bên hãng lót đâu ha, không phải bên mình lót đâu. Cái phần mút này, nó cái phần cà tông này nó hai lớp nè, nó dày lắm, bên trong nó có dây rồi mút nè để chống chày chống xước cái sàn á. Đây là cái phần tay nắm cửa của bên tài, các cái nút điều khiển cửa, điều khiển gương, hệ thống âm thanh, nút chỉnh ghế và nhớ ghế ba vị trí ha. Đây là cái hình biểu tượng cái ghế, chúng ta thích ngã như thế nào thì chúng ta cứ bật cái đó thôi. Ngọc đã quay sơ lược về cái sản phẩm Mercedes-Benz C300 AMG màu đen, nội thất nâu đang đậu đằng kia. Đây nè, đang sáng đèn. Để biết thêm chi tiết về cái sản phẩm này hoặc là những cái thông số kỹ thuật, cũng như một cái số thủ tục giấy tờ pháp lý và kèm theo giấy tờ xe, để chứng minh chiếc xe này nó là một chiếc xe sạch sẽ, nguồn gốc rõ ràng, thì mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp cho Ngọc, đường số điện thoại bên phía dưới những cái comment đó. Ngọc sẽ cung cấp cho cả nhà qua Zalo, Viber hoặc là có thể email. Rồi, xin chào mọi người. Ngọc sẽ quay một cái sản phẩm kế tiếp, đó là chiếc Mercedes-Benz C200 phiên bản EquiBoost cho cả nhà cùng xem ha, để mọi người có những cái sự cân nhắc về cái chi phí. Nếu như ai đam mê công nghệ và yêu thích một chiếc xe thời trang và cá tính thì Mercedes-Benz C300 là một cái sự lựa chọn cực kỳ tốt cho thời điểm hiện tại bây giờ, để chúng ta sở hữu một chiếc xe giá tốt và được tiết kiệm một cái khoản chi phí kha khá để chúng ta có thể đầu tư sang một cái lĩnh vực khác chẳng hạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong một cái clip kế tiếp nha. Bye bye.